quân đội Nigeria tuyên bố biết nơi giam giữ các nữ sinh bị bắt cóc tên từ Abuja. Các cư dân ở thủ đô Abuja của Nigeria hôm nay đã có những suy nghĩ khác nhau về tuyên bố của quân đội nước này, nói rằng họ đã biết nơi giam giữ hơn 200 nữ sinh nhưng không muốn sử dụng vũ lực để giải thoát họ. Đã 7 tuần trôi qua kể từ khi các phiến quân Boko Haram bắt cóc các nữ sinh của một trường trung học trong làng Chibok ở miền đông bắc đất nước, nhưng đến nay người dân vẫn được cho biết rất ít về nơi giam giữ họ và những gì quân đội đang làm để cứu các nữ sinh. Một doanh nhân địa phương cho rằng chính phủ nên sử dụng biện pháp ngoại giao để cứu các nữ sinh. Một cư dân địa phương khác thì cho rằng tuyên bố của quân đội chỉ là một thủ thuật để làm cho phiến quân di chuyển các nữ sinh và khi đó quân đội có thể cứu các nạn nhân trong quá trình di chuyển. Vào tuần trước, Nigeria đã chấp nhận sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Trung Quốc và khoảng 80 binh sĩ Hoa Kỳ đã bắt đầu đi đến nước láng giềng Chad để bắt đầu nhiệm vụ giải thoát các cô gái. Các máy bay giám sát không người lái đã bay trên khắp khu rừng Sambisa, nơi các cha mẹ nói rằng các nữ sinh đã được nhìn thấy lần cuối cùng. Hầu hết các giới chức cho rằng một cuộc tấn công để giải cứu các nữ sinh sẽ rất nguy hiểm và các nạn nhân có nhiều khả năng sẽ bị giết bởi những kẻ bắt cóc họ. Kể từ khi các nữ sinh bị bắt cóc, đã có ít nhất 470 thường dân bị thiệt mạng vì các vụ bạo lực tại các địa điểm khác nhau do Boko Haram gây ra. Nhóm chiến binh này muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo tại Nigeria, nơi có nhiều tôn giáo đang chung sống.